Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, bà con nông dân không chỉ tận dụng khoảng đất trống quanh vườn nhà mà nhiều gia đình đã cải tạo vườn tạp, chuyển đất rẫy để trồng cây mai vàng nhằm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Và hiện tại xã Thạnh Lộc có khoảng 400 hộ trồng cây mai vàng với diện tích trên 35 hectare. Chính vì thế trong những ngày này thì không khí tại các vườn mai vàng ở đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ khi phong trào trồng cây mai vàng nở rộ tại địa phương, anh Võ Văn Toàn quyết định cải tạo 1.000 m2 đất vườn tạp của gia đình để chuyển sang trồng trên 500 gốc mai vàng. Từ đó cũng giúp anh tăng thêm thu nhập mỗi khi Tết đến xuân về. Trước đây thì khoảng 1 công là chủ yếu là xài gáo, là cây tạp không có giá trị sử dụng. Hàng năm thì cũng có bán và cũng có thu nhập hơn trước kia. Tăng Thạnh nói chung Thạnh Lộc thì rất là nhiều mai, nhà đều có mai hết. Thì cái này là vô mùa người ta đặt mai, là như là cái truyền thống mình, cây mai vàng là của miền Tây mình, là Tết là phải có cây mai vàng trưng, nghĩa là nó sung túc. Trồng mới cái chừng 4 năm nay, lúc trước mình gãy không à, cái sao thấy ấy. Trồng bển bán cũng được, đợt đó đợt năm rồi, năm trước thì cũng được trăm mấy, gần 200 triệu. Bây giờ đang bứng nhóc bên chừng dài bên kia đang bứng lên xe, không gà là dữ lắm luôn. Bứng mai thì nói chung mà nhỏ nó không mua, mai chừng cổ giò gì mới mua nghe, đặng gì anh chừng Tết gì không mình. Rời vườn mai vàng nhà anh Võ Văn Toàn, chúng tôi ghé thăm một số vườn mai vàng khác tại địa phương, cảm nhận được sự rộn ràng, nhộn nhịp nơi đây. Các chủ vườn thì tất bật chăm sóc những cây mai vàng với mong muốn có vụ Tết hoa nở đẹp và bội thu. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm bà con kiếm thêm thu nhập trong công việc lặt lá mai. Lặt mai lấy tiền Tết. Đầu năm lặt mai lấy tiền mua Tết, cúng ông bà bánh trái, bánh mứt. Năm nào cũng đi 3-4 năm nay, năm nào cũng bằng. Mình 10 tiếng thì mình được 350, còn 8 tiếng thì cũng như mình 300 trở lại đó cô. Mình lặt mình cũng phải để ý chứ. Mình lặt ngược là nó gãy nụ, mình bứt xuôi theo gì nè. Là mai nó không có gãy nụ. Chứ mình lật ngược nó gãy tược của người ta. Cũng có nhà cũng có trồng 1-2 cây nhà lặt để chưng Tết vậy thôi. Chợ nhiều người trồng lắm. Chợ nhiều khi đó ruộng người ta không làm ruộng, người ta lên bờ người ta trồng nữa mà. Giờ người ta trồng số lượng nhiều quá, lặt nhà ở đâu lặt nổi. Nói chung thì về bên cây mai này thì mỗi năm Tết thì có một cái đợt hái lá do bà con ta có thêm thu nhập vậy thôi. Hái lá mai này chỉ là thu nhập thêm, chỉ là kiếm tiền xây sở thôi chứ. Còn hàng ngày thì làm vườn thêm. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đã đến gần. Người dân trồng mai vàng ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ luôn tự hào bởi trồng được những cây mai vàng đẹp, chất lượng không chỉ giúp họ có được nguồn thu nhập ổn định trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ.